ngày 5 tháng 11, liên quan tới việc vận động ủng hộ, hỗ trợ những nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ban vận động tiếp nhận phân phối nguồn ủng hộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ đợt 2 cho các nạn nhân trong vụ cháy này. Theo đó, đợt 2 thực hiện hỗ trợ bắt đầu từ ngày 5 tháng 11 gồm hỗ trợ cho người sống trong tòa nhà là 89,6 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ chi phí sinh hoạt bảo đảm ổn định cuộc sống cho người còn sống 88 người với số tiền 700 triệu đồng một người. Tổng số tiền hỗ trợ là 61,6 tỷ đồng. Hỗ trợ 56 người là thân nhân của người tử vong đứng ra thờ cúng với số tiền 500 triệu đồng một người, tổng 28 tỷ đồng. Hỗ trợ 37 nạn nhân bị thương là 15,1 tỷ đồng. Trong đó, 3 người bị thương phải điều trị tại bệnh viện từ 3 đến 7 ngày với số tiền 300 triệu đồng một người, với tổng số tiền 900 triệu đồng. Hỗ trợ 33 người bị thương phải điều trị tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên với số tiền 400 triệu đồng một người, tổng 13,2 tỷ đồng. Hỗ trợ 1 tỷ đồng cho một người bị thương nặng, hiểm nghèo. Hỗ trợ cho trẻ em là 19,2 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ sổ tiết kiệm cho một trẻ mồ côi cả cha và mẹ, 2 tỷ đồng. Hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ mất cha hoặc mẹ cho 4 cháu, với số tiền 1 tỷ đồng một cháu, tổng số tiền 4 tỷ đồng. Hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ dưới 16 tuổi, có cha, mẹ còn sống là 22 cháu, số tiền 600 triệu đồng một cháu, tổng số tiền 13,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó là hỗ trợ bổ sung một trường hợp sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình hỗ trợ đợt 1 là 40 triệu đồng. Tổng số tiền kinh phí hỗ trợ đợt 2 là 123,94 tỷ đồng. Trước đó, trong đợt 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và quận Thanh Xuân đã trích từ nguồn ủng hộ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn, hỗ trợ hơn 6,12 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ 406 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình hỗ trợ hơn 5,72 tỷ đồng cho 143 người sống trong tòa nhà, số tiền 40 triệu đồng một người. Như vậy, tổng số tiền trao hỗ trợ đợt 1 và đợt 2 là hơn 130,1 tỷ đồng. Số tiền còn lại là hơn 2,2 tỷ đồng, căn cứ khoảng 7 điều 10, Nghị định 93 năm 2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, ban vận động thống nhất để xử lý các vấn đề phát sinh, thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khu vực xảy ra hỏa hoạn theo quy định. Ngày 5 tháng 11, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an phường Tiến Thành đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc anh Trương Ngọc Nghĩa là cán bộ điều dưỡng thuộc khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước bị người nhà bệnh nhân hành hung, gây thương tích. Theo tường thuật của anh Nghĩa, khoảng 2 giờ ngày 5 tháng 11, bệnh viện có tiếp nhận một bệnh nhân, ngụ thành phố Đồng Xoài, bị chấn thương bàn tay phải. Trong lúc hướng dẫn người nhà bệnh nhân ghi hồ sơ, anh Nghĩa đã đề nghị ghi đúng theo quy định, nhưng người nhà viết sai nên phải viết lại. Sau đó, một số người nhà bệnh nhân đã hung hăng lao vào, dùng tay, chân, ghế, đuổi đánh điều dưỡng Nghĩa, khiến anh bị thương tích ở cánh tay, bàn tay và vùng đầu. Nhận tin báo, cơ quan công an phối hợp với bệnh viện khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, mời những người liên quan lên làm việc để phục vụ công tác điều tra, đồng thời trấn an các y bác sĩ, điều dưỡng an tâm làm việc. Hiện tại, sức khỏe của điều dưỡng Nghĩa cơ bản ổn định, tuy nhiên phần đầu vẫn còn bị đau nhức, cần tiếp tục theo dõi, điều trị. Ngày 5 tháng 11, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ em trai dùng khúc gỗ đánh anh ruột tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Lưu Đình Bốn, 41 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh. Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 4 tháng 11, tại vườn cao su của gia đình, ông Bốn và em trai là ông Lưu Đình Ba, 38 tuổi, xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng cạo mũ nhầm vườn cao su của nhau. Trong lúc giằng co, ông Bốn cầm cây tre đánh em trai gây thương tích. Sau đó, ông Ba nhặt một khúc gỗ chống trả, đánh vào vùng đầu ông Bốn,
khiến anh trai gục xuống đất nằm bất động. Người dân trong rẫy đến can ngăn, đồng thời đưa hai người đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, ngày 5 tháng 11, ông Bốn đã tử vong. Ngày 5 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đang phối hợp với các đơn vị, xác minh lai lịch của nữ nạn nhân, nghi là người nước ngoài, tử vong trên địa bàn. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 4 tháng 11, Cơ quan Công an tiếp nhận thông tin, có một tử thi chưa rõ lai lịch tại tầng 4, tòa nhà chung cư trên đường Hàm Nghi, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê. Khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Công an xác định, nạn nhân là nữ giới, có đặc điểm nhận dạng giống với người nước ngoài. Cao khoảng từ 1m50 đến 1m60, mặc áo sơ mi ngắn tay màu đỏ, trắng, quần đùi thun màu đen, tóc màu vàng dài ngang vai. Mu bàn chân phải có xăm chữ tiếng Anh, trên bắp chân phải có xăm hình bộ xương và lưỡi hái. Nạn nhân có mang theo một chìa khóa có gắn kèm thẻ màu xanh, trên thẻ ghi số 203. Trưa ngày 5 tháng 11, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ nghi phạm là một phụ nữ, sinh năm 2005, quê tỉnh Bến Tre, để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Theo điều tra ban đầu, người phụ nữ nhiều lần mang bầu nhưng đều bị sảy thai. Ngày 4 tháng 11, người này đến khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để đăng ký sinh và nảy sinh ý định chiếm đoạt trẻ sơ sinh của người khác. Đến khoảng 17 giờ ngày 4 tháng 11, người phụ nữ lấy áo khoác blue trắng, giả danh cán bộ y tế để vào phòng của một gia đình mới sinh con, nói dối là đưa bé sơ sinh đi chích ngừa. Sau đó, người phụ nữ đưa bé gái mới sinh ra khỏi bệnh viện, rồi đưa về nhà trọ ở xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Đến khoảng 22 giờ ngày 4 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh và Công an thành phố Thủ Dầu Một đã truy xét, tìm được em bé cùng người phụ nữ ở địa điểm cách bệnh viện khoảng hơn 40 km. Hiện sức khỏe của bé ổn định và đã được trao lại cho gia đình chăm sóc. Chiều ngày 5 tháng 11, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ phát thông tin, theo dõi ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết cho thấy, mây dông đã và đang phát triển gây mưa rào, có nơi kèm theo dông xét ở khu vực Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ. Mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào, có nơi kèm theo dông xét cho các khu vực kể trên, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Sau đó, mây dông có khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 25mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh cấp 5, cấp 7. Cùng ngày, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng sáng ngày 6 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc của miền Bắc. Trưa và chiều ngày 6 tháng 11 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ. Đêm ngày 6 tháng 11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ gần sáng và ngày 6 tháng 11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Bắc Trung Bộ từ chiều tối ngày 6 tháng 11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.